Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Thường khi cắt quả xong mọi người nhé, là chúng ta phải có những cái biện pháp để chăm sóc cây ngay sau khi mình cắt quả xong. Mọi người nhìn kìa, lá rụng rất là nhiều luôn mọi người nhé. Quả là con mà, lá, cành lá là cha là mẹ. Vậy nên là khi mà quả còn ở trên cây mọi người, thì cây nó sẽ cố sống để nó nuôi quả, nó nuôi con. Nhưng khi cắt quả rồi thì cây nó sẽ giả lại nguyên hình luôn. Và nhất là trong cái điều kiện bất lợi như năm nay là mưa dầm, thì cái bộ rễ nó đang bị nghẹt rễ. Vậy nên là mình phải phục hồi là thứ nhất. Và thứ hai là mình phải sát khuẩn ở trên cây. Cũng rất là nhiều các bác quan tâm đến những cái vấn đề sau cắt quả này, thì mình nên phun thuốc gì và chăm sóc như thế nào. Thì hôm nay mình lại làm video mình chia sẻ với mọi người một chút cái kinh nghiệm của nhà mình. Thường là khi thu quả xong thì mình phải chăm sóc và phun thuốc như sau mọi người nhá. Thì thường là mọi người biết đến là mọi người phun những cái dòng Zizumin để trị chảy gôm ở cái đầu cuống quả và sát khuẩn, đúng không ạ? Nhưng hôm nay mình xin làm video mình chia sẻ thì cái loại thuốc của nhà mình thường hay mình sử dụng nó rẻ hơn. Nhà mình thì rất là nhiều loại thuốc đây mọi người nhá. Thì là cái đồng xanh này mọi người này. Mọi người này. Thì thay cho Zizumin nó rất là đắt mọi người. Thì cái chai này nó chỉ dao động từ 95 đến 100 nghìn mà hòa được cho 500 lít nước đây mọi người nhá. Chai này là chai thể tích là 500ml này mọi người này, mà hòa được cho có nghĩa là từ 500 lít nước đổ lên đó, 20 đến 50ml cho bình 16 lít. Mà cái này là chai 500ml thì cái này nó hòa được tầm khoảng 400 đến 500 lít nước mọi người, là một chai này mà chỉ dao động từ 95 đến 100 nghìn một chai thôi mọi người. Đồng xanh, cái tác dụng của nó thì đây mọi người, mình sẽ đọc tác dụng của nó mọi người nhá. Nó thành phần nó là đồng mọi người nhá, bổ sung các phụ gia đặc biệt này, sát khuẩn, triệt để thân cành này, lá này, rong rêu, ghẻ lá này, ghẻ trái, xì mủ này, sát khuẩn bộ rễ tối ưu nhất này, thối rễ, vàng lá, ngủ ngày, chạy dây này, chết nhanh này, cung cấp vi lượng đồng, chống hiện tượng xoắn lá non này, đỉnh sinh trưởng bị vàng này, khô này, chết cây ngược này, cực kỳ là tốt mọi người nhé. Có nghĩa là cái này nó mang tính sát khuẩn. Thì thường là mọi người sẽ phun những cái Zizumin, đúng không ạ, để cho nó chảy trị gôm. Thì cái này thay cho nó rẻ hơn, có 100.000 mà hòa được những 500 lít nước để mọi người phun. Nó vừa tẩy hết những cái lấm bệnh gỉ rét để đón được những cái vụ sau mọi người nhá, cực là tốt luôn. Đó, thì mình chia sẻ với mọi người cái loại thuốc của nhà mình đây. Mình chia sẻ tại vì là từ tối qua đến hôm nay có rất là nhiều bác điện trực tiếp bằng số Zalo của mình ấy, hỏi mình là tại vì là mình đăng video là nhà mình đã bán quả mà mọi người, thì các bác hỏi mình là bán quả xong thì chăm sóc cũng như là phun như thế nào. Thì trước tiên là mình chia sẻ với mọi người cái loại thuốc của nhà mình phun để mọi người cũng biết, và mình cũng chia sẻ với mọi người một số những cái biện pháp để mọi người chăm sóc cây ngay sau khi thu hoạch. Thì nó gồm những cái biện pháp mà mình muốn chia sẻ với mọi người mình biết. Thì mình chia sẻ với mọi người, thứ nhất đó là mọi người phải phun ở bên trên để mang tính sát khuẩn, để tẩy rửa cây đó mọi người nhé. Sau đó mọi người phục hồi bộ rễ bằng cách là mọi người tưới những cái dòng phân kích rễ. Hai ba là mọi người phun ở những cái dòng bên trên để cho nó ăn qua lá, để cho nó phục hồi. Và thứ tư là mọi người, biện pháp cực quan trọng đó là mọi người phải phục hồi ngay sau khi thu quả xong là mọi người vãi đạm. Thì khi bước vào cây ổn định thì mọi người tiến hành vãi đạm để phục hồi cây mọi người nhé. Đó là cái mà nhà mình vẫn thường hay làm. Và mọi người sẽ lại để khô hạn vào đầu cái tháng 1, có nghĩa là từ đầu cái tháng 1 dương là tháng 2 là cái tháng gia lộc mà, thì tháng 1 mọi người để khô hạn, tiếp tục để khô hạn thì nó ép để cái tháng đó là ngủ đông thì cây nó mới ra hoa được mọi người nhá. Còn như bây giờ thu quả xong thì mọi người phải tiến hành vãi đạm để cho nó phục hồi lại cái cây. Nhưng trước khi vãi đạm thì mọi người phải phục hồi cái bộ rễ đó. Vậy nên là cái cuối cùng đó, biện pháp thứ tư đó là cái phục hồi cây bằng cách là bón đạm mọi người nhá. Thì bước đầu tiên là phun thì mình đã chia sẻ rồi, và bước thứ hai là cái để mà tưới những cái dòng kích rễ. Thì như nhà mình đây mọi người, mình cũng chia sẻ luôn là mình vừa lấy cái thùng thuốc về để mình chia sẻ với mọi người. Thì mình chia sẻ luôn, tiện đây mình chia sẻ luôn với mọi người là những cái dòng thuốc đây như Humic đây mọi người nhá. Đây là cái loại nhà mình thì có hai cái loại Humic mọi người nhá, Humic này và Humic đạm cá, mình cũng đã chia sẻ với mọi người một video rồi đó. Thì
cái humic này là kích rễ nhiều hơn là cái thành phần humic đạm cá. Mọi người muốn tưới xanh ngay thì mọi người tưới cái humic đạm cá thì cực là xanh cây mọi người nhá, cực đẹp. Nó cung cấp vừa lượng humic kích rễ và vừa lượng là nó làm cung cấp lượng đạm cá. Nhưng mà sau như năm nay thì nó lại là cái trường hợp mà bị mưa dầm thì mình thiên về kích rễ nhiều hơn, thì mình sẽ mua cái humic loại bao trắng này để mình phun mình tưới mọi người nhá. Còn vào mùa hoa và mùa quả thì mình sẽ tưới cái humic đạm cá kia mọi người nhá. Mà cái humic này gói này 1 cân hòa cho được 800 lít nước mà chỉ có 80.000 một gói. Nếu như mọi người mua cả thùng này này, mà một thùng này là 25 gói, là mình lấy cả thùng thì là giá 80.000 mọi người ạ. 80.000 một gói đây mọi người nhá. Một gói cả thùng, còn lấy lẻ thì nó dao động từ 80 đến 85 mọi người. Đó, tùy theo số lượng người mua, nhưng mà lấy cả thùng như này thì là công ty có 80 thôi. Thì mọi người những ai mà muốn tưới những dòng humic như của nhà mình đây thì mọi người cứ liên hệ, mình sẽ ship với các bạn bằng cái giá của công ty sản xuất ra là 80 mọi người nhá. Mua cả thùng, mọi người nhớ là mua cả thùng này thì là 80.000 một gói này mọi người nhá. Cả thùng này là 2 triệu đây mọi người này. Đấy. Thì cái này nó rất là tốt luôn mọi người nhá. Nó kích rễ cực kỳ là tốt luôn. Đây mọi người này. Chất hữu cơ 65% này, axit humic 70% này, hạ phèn có tác dụng này, công dụng này, hạ phèn giải độc hữu cơ, hạn chế sâu bệnh, phòng tránh các hiện tượng thối rễ này, cung cấp khoáng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển toàn diện, cực tốt mọi người nhá. Đó, mà một gói này là hòa cho được 800 lít nước mọi người, có 80.000 mà hòa được cho 800 lít nước mọi người nhá, cực kỳ là tốt luôn. Gói này 1 cân hòa được 800 lít nước mọi người nhá. Đó. Một cân hòa được 800 lít nước đây mọi người nhá. Nhà mình thì rất là nhiều loại thuốc mọi người. Đây là những cái loại thuốc mà mình còn. Cộng theo là mọi người tưới gốc thì mọi người tưới những cả cái dòng axit amin này mà cộng được với cả cái humic này thì là càng tốt mọi người nhá. Axit amin này, đây là nhà axit amin này mọi người này. Tưới gốc này, áp dụng cái này là tưới gốc cực kỳ là tốt luôn mọi người nhá. Đây, đó là cái thành phần axit amin. Acid amin là nó tham gia tất cả vào các quá trình sống của bản thân của cây trồng, nhất là cái tổng hợp, cái quá trình là tổng hợp ra protein để đi nuôi những tế bào sống của cây. Vậy nên là cực kỳ là tốt luôn. Cộng hai cái loại này thì cực kỳ là tốt mọi người nhá. Đó, mà cái này thì nó cũng chẳng giá chẳng đắt gì cả, 65.000 một gói này thôi. Một gói này 1 cân mà hòa được cũng được 500 đến 700 lít nước mọi người nhá. Nó có 65.000 một gói này thôi. Đó là mình chia sẻ với mọi người những cái dòng thuốc của nhà mình mua. Mình mua thì toàn là từ gốc công ty về, vậy nên là không qua đại lý nào cả. Thì các bạn có mua thì cứ liên hệ với mình sẽ ship cho các bạn bằng cái giá gốc của công ty luôn. Các bạn với điều kiện là các bạn mua cả thùng như mình này thì là bằng cái giá của công ty luôn, có 80.000 một gói này, và cái này 65.000 một gói đây mọi người nhá. Đó, và những cái chai nhà mình thì rất là nhiều loại thuốc đây mọi người này. Nhú đọt này, áp dụng cho từng giai đoạn một. Nhú đọt này là khi mà mọi người lộc nó đang đứt mắt cua nó ra thì phun nhú đọt này, và khi cộng theo cái này, cộng theo cái bo thái này nữa mọi người nhá. Đây, cộng theo cái bo thái này nữa vào phun cực đẹp luôn. Trước khi hoa lở thì mọi người phun vào cái bo thái này, và sau khi quả nó đã hình thành hoa quả lác đác thì mọi người tiếp tục mọi người phun này đến dòng lớn trái này. Đó, cực kỳ là tốt mọi người nhá, vì trái lớn trái này nó thành phần của nó rất là nhiều luôn này. Có thành phần nguyên liệu bổ sung này, đạm này, mọi người nhìn này, đạm này, lân này, kali hữu hiệu này, bổ sung thêm rong biển, amino acid này, vitamin B1 này, vitamin B6 này, và các loại vi lượng đồng, sắt, magie, kẽm này. Mọi người nhìn thấy không? Cực kỳ là tốt luôn mọi người nhá. Đó là phun ở cái giai đoạn lớn quả đó mọi người nhá. Đấy, còn đây là cái để mà mình phun sát khuẩn ngay như bây giờ đây mọi người này, cắt quả xong mọi người lên phun cái này. Cái này nó còn trị được cả bệnh loét ghẻ, khi mà mình muốn phun vào cái dòng tháng 4 trị loét ghẻ cũng được mọi người nhá. Còn có cả sản phẩm lô la đồng đấy mọi người nhá. Đây này, cái này là lô la đồng này mọi người, phun để áp dụng cho khi mà quả chống loét đấy mọi người. Đây này, sát khuẩn thân cành lá rong rêu ghẻ này. Đó, cực kỳ là tốt luôn nhá. Cái này nó còn bổ sung cả bo này, bổ sung cả vi lượng đồng dạng la lô, hấp thụ cực là tốt luôn mọi người nhá. Đó, cực kỳ là hay luôn. Đấy là những cái sản phẩm của nhà mình hay phun, mình chia sẻ với mọi người. Rất là mong mọi người luôn đồng hành ủng hộ kênh cho mình.
Đó, đến đây mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Hy vọng rằng video hôm nay mình chia sẻ cũng là cái tư liệu để mọi người cùng nhau tham khảo. Rất là mong mọi người luôn đồng hành ủng hộ kênh cho mình. Mọi người xem, mọi người nhớ cho mình một like, cũng như là nút đỏ đăng ký phía dưới để ủng hộ tinh thần cho mình mọi người nhé. Và đến đây mình xin nói lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người ạ.